một mảng tối rất lớn sau lưng loài hà mã. Nó chẳng khác gì một câu chuyện buồn quá hoang dã. Câu chuyện bắt đầu từ lúc mẹ hà mã dẫn con về lại đàn. Một gã đực nhìn chằm chằm đứa nhỏ như muốn lòi con mắt ra. Nó không thích sự hiện diện của đứa nhỏ ở đây. Hà mã mẹ quan sát và không rời mắt khỏi con. Nó cảm nhận sẽ có chuyện không lành. Khi một con đực ở đây là điều rất bất thường, nghĩa là nó rất mạnh. Hà mã mẹ thực sự sợ nó. Với hà mã đực, nó đã có một âm mưu đen tối trong đầu. Nó sẽ ra tay với hà mã non. Nhưng sao nó lại nhẫn tâm đến vậy? Liệu âm mưu của nó có thành không? Gã đực bắt đầu ra tay. Đứa nhỏ bị dìm xuống phía dưới. Hà mã mẹ cũng lao vào. Nhưng không phải là trận chiến, mà là can ngăn. Việc liên tục bị ấn xuống, hà mã con có nguy cơ ngạt nước. Hà mã mẹ đưa sát miệng mình vào miệng gã đực để đỡ những cú cắn chí mạng cho con. Gã đực không nhận quá khỏe mà còn rất hung hãn. Hà mã mẹ đã dũng cảm can thiệp, nhưng nó đã không giúp ích được gì cho con mình. Khi sự bảo vệ duy nhất là mẹ không có tác dụng, thì con non không thể tồn tại. Hà mã mẹ đã dìu được con mình lên bờ. Nhưng đứa nhỏ thực sự không ổn. Với nhiều vết thương hở rất lớn, hà mã non mất dần sự sống. No. Âm mưu của gã đực đã thành công. Nó sẽ sớm kết đôi trở lại để giao phối với hà mã mẹ. Việc con đực ra tay với con non là mảng tối tàn khốc ở loài hoang dã hà mã.